xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio kết thúc tập trước thấy đám người vương tiêu tông chủ đã nhận thua không dám ho he tiếng nào thì từng Trần cũng không để ý đến đám người này nữa hắn lơ lửng giữa hư không nhìn xuống phía dưới lẩm bẩm nói huyệt mộ cổ lộ màu vàng mộ kiếm tựa hồ là trận pháp kiếm chẳng lẽ là một loại khảo nghiệm nào đó chỉ thấy phía trước là một cung điện cùng của Nguyên nga đồ sộ hùng uy vô cùng toàn bộ phía trước cung điện rừng kiếm rậm rạp như mưa mà bên trong rừng kiếm có cổ đạo màu vàng lan tràn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khiến từng trần nhớ tới lúc trước ở bắc thiên vực yêu kiếm truyền thừa trong bách kiếm chi đạo của yêu kiếm tông ở thiên vũ đại lục bất quá so với kim sắc cổ đạo yêu kiếm truyền thừa lúc trước bên ngoài khu mộ kiếm này lại chỉ có chín con đường đại biểu cửu cực thuật mà chính đạo cổ lộ màu vàng này giờ phút này đều tỏa ra quang mang ngưng thần nhìn lại liền có thể nhìn thấy trên cổ lộ này lại có đạo đạo trận văn lấp lóe đồng thời tán giật ra từng tầng từng tầng uy áp trận đạo đáng sợ mà trong uy áp thì có kiếm văn lóe lên bất luận người nào muốn bằng ngoại lực phá vỡ cung điện này chỉ sợ căn bản không có khả năng nếu ta không đoán sai muốn tiến vào mộ này nhất định phải dọc theo cổ lộ màu vàng này tiến vào trong đó thông qua thử thách của cổ lộ màu vàng này bất quá khảo hạch cổ lộ màu vàng này cũng vô cùng khó khăn nếu nơi đây thực sự là truyền thừa của viễn cổ thông thiên kiếm cát như vậy truyền thừa có thể ở lại chỗ này tuyệt không phải khảo hạch bình thường có thể so sánh được lúc này tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào cổ lộ màu vàng chính cổ lộ màu vàng này đều cực kỳ rộng rãi song song mà đứng trên mỗi một con đường màu vàng đều có đường vân rậm rạp vô tận đều là trận văn ẩn chứa khí tức của kiếm đạo quy tắc giờ phút này cổ lộ màu vàng này phát sáng cuối cùng ổn định lại thành hình yên tĩnh lại thông hướng sâu trong một phần vô tận mọi người hạ xuống nghiên cứu những đường kiếm màu vàng này bên trên có vô số kiếm khí ánh sáng tung hoành muốn phá giải chúng từ đó có thể bước vào trong cung điện phía trước chính cổ đạo màu vàng mỗi một con đường màu vàng đều bị kiếm khí quấn quanh hơn nữa ẩn chứa quy tắc của kiếm đều không giống nhau từng trần nhìn cổ lộ màu vàng thần sắc thất kinh trình độ kiếm đạo của thông thiên kiếm các có thể nói là đang phong tạo cực kiếm đạo dung hợp với trận đạo lại có một loại cảm giác ám hợp chí lý của thiên đạo khiến cho từng trần nhất thời nhìn không ra phương pháp phá giải cổ đạo màu vàng một bước một sát cơ hơn nữa theo bước chân bước ra sát cơ càng ngày càng lợi hại nhìn tư thế kiếm đạo này chỉ sợ phải thông qua ngàn đạo sát cơ mới có thể bước vào bên trong mộ phần của mộ kiếm khó như lên trời giờ phút này một vị cường giả trận pháp trong một thế lực nào đó chậm rãi mở miệng nói khiến người ta kinh hãi phải đi qua ngàn con đường sát cơ trận mới có thể đến được bờ bên kia đây có chín con đường màu vàng cổ xưa phần cuối mỗi một con đường đều là cửa vào của mộ kiếm như vậy bước vào chính con đường này gặp phải kinh lịch nào không lúc này lại có người nói nhỏ một tiếng. Rất có thể. Có người nói nhỏ, thân sắc ngưng trọng, mở miệng nói, những cổ lộ màu vàng khác nhau rất có thể đi thông những nơi khác nhau. Con đường kiếm đạo này, hẳn không phải đơn giản phá giải trận pháp, mấu chốt là lý giải thiên đạo quy tắc trong kiếm quy ẩn chứa trong đó, nếu không ở đây rất nhiều đều không phải kiếm khách, trên kiếm đạo chưa hẳn có nắm giữ. Từng trần chậm rãi mở miệng, ba người dáng lâm xuống, đứng trước một con đường cổ màu vàng nào đó, tiến hành nhìn ra xa, chính con đường cổ đều có trận pháp đáng sợ ẩn chứa trong đó, hơn nữa còn có lực lượng kiếm đạo khác nhau lưu chuyển không chỉ có ba người tầng trần như vậy tuyệt đại đa số thế lực ở thiên đảng sơn mạch đều đang yên lặng xem kỳ biến hoặc là tìm cơ hội ở quanh mộ nhưng lại không có một ai bước vào rừng kiếm đều mơ hồ biết được bên trong rừng kiếm này ẩn chứa sát khí đáng sợ mà ngay lúc tầng trần còn đang cẩn thận nghiên cứu trận pháp này đột nhiên nhìn thấy năm đại cường giả sư hổ yêu của ngũ đại yêu tông ở trên cổ lộ màu vàng này ảm đạm xuống trong nháy mắt vậy mà đồng thời bước lên một đồ cổ đạo màu vàng đồng thời nghiên cứu quy tắc trên con đường này muốn phá giải cổ lộ này yêu tộc hẳn là không có năng lực trận đạo rất mạnh cũng không phải kiếm khách tu luyện kiếm pháp lại là người đầu tiên tiến hành phá trận từng trần lấy làm kinh hải. cao thủ của các thế lực khác cũng đều bất ngờ ai cũng không ngờ tới năm đại yêu chủ lại là người đầu tiên bước lên cổ lộ màu vàng này trong nháy mắt khi ngũ đại yêu chủ bước lên cổ lộ màu vàng cổ lộ màu vàng bỗng nhiên phát sáng vù vù ở hai bên cổ lộ màu vàng này vô số lợi kiếm trong rừng kiếm đều đang rung động nổ đùng từng đạo kiếm khí đáng sợ cuốn tới dung nhập vào trong cổ lộ màu vàng điên cuồng cuốn tới phía ngũ đại yêu chủ chỉ một thoáng kiếm khí màu vàng ống ánh trùng thiên mênh mông vô biên điên cuồng chém giết tới ngũ đại yêu chủ động thủ sư hổ yêu chủ quát khẽ trong nháy mắt cổ lộ màu vàng này tỏa ra quang mang còn người ngưng nhãn lang vương bỗng nhiên nổ bắn ra ngưng quang kim văn huyết bằng giác một khuê thanh tượng vương đều quát lớn trên người mỗi người đều có yêu quang minh mông nở rộ đối kháng cùng kiếm khí màu vàng này mà yêu chủ sư hổ thì ra tay thừa dịp kiếm khí màu vàng bị ngăn cản trong nháy mắt phân tích trận pháp cùng kiếm khí trên cổ lộ màu vàng này trận pháp cùng kiếm khí trên những cổ lộ màu vàng này trong nháy mắt bị phá giải ngũ đại yêu chủ nhanh chóng tiến về phía trước ngũ đại yêu chủ đồng thời đi qua một con đường cổ kim sắc dễ dàng phá giải từng sát trận dẫn đầu không ngừng tiến về phía cổ đạo kim sắc đồng thời năm người luân phiên thôi diễn bước đi trước trong đó sư hổ yêu chủ chiếm vị trí chủ yếu nhất là chủ lực mà ngưng nhãn lan vương và bốn đại yêu chủ khác thi tiến hành phối hợp mũ đại yêu chủ này phối hợp thật quá lợi hại u thiên tuyết trừng to mắt thần sắc có chút ngưng lại mũ đại yêu chủ phối hợp thôi diễn tiến lên thập phần thuận lợi việc này khiến mọi người khiếp sợ ngạc nhiên năm đại yêu chủ này dường như rất quen thuộc với cổ lộ màu vàng này các ngươi nhìn thấy không thời điểm cổ lộ màu vàng này chưa công kích ngũ đại yêu chủ đã tiến hành chống cự phản phất như bọn họ đã sớm biết một ít tin tức về cổ lộ màu vàng này từng trần nói nhỏ những người khác cũng đều nhìn ra điểm này ngũ đại yêu chủ tự hồ không giống như là lần đầu tiên bước lên cổ lộ màu vàng lẽ nào bọn họ từng tiến vào bên trong mộ kiếm này tất cả mọi người đều bất ngờ lúc này ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở con đường màu vàng cổ xưa kia lẽ nào ngũ đại yêu chủ muốn phá giải con đường cổ này trước tiên bất quá sự thật chứng minh cổ lộ màu vàng này tuyệt không dễ phá giải như vậy càng về sau ngũ đại yêu chủ tự hồ càng thêm cố hết sức mỗi một bước tiến lên đều không dễ dàng đại ca chúng ta không biết quy tắc trận pháp phía sau con đường này trên cổ lộ màu vàng năm đại yêu chủ không để ý đến sự giật mình của mọi người mà là từng bước hạ trại rốt cục tại 2 phần ba thời điểm đi tới bắt đầu vất vả không sao năm đó hơn 10 huynh đệ chúng ta xông sáo kiếm trũng là liều mạng mới đi tới nơi đây đáng tiếc vẫn không thể phá giải thành công thậm chí mấy huynh đệ còn bởi vậy mà vẫn lạc ở đây hôm nay nhiều vạn năm trôi qua như vậy chúng ta đã sớm không còn là lúc trước vì tương lai chúng ta cũng là vì mấy huynh đệ ngã xuống nơi đây lần này chúng ta nhất định phải xông qua cổ lộ màu vàng này sư hổ yêu chủ quá khẽ ánh mắt nỉ non giống như trở lại quá khứ về tới thiên đản sơn mạch năm đó rất nhiều huynh đệ xông xáo kiếm trũng ý đồ phá giải cổ lộ màu vàng này nhưng cuối cùng tổn thất thảm trọng bọn họ tiến về trước mạnh mẽ không gì sánh được không ngừng tới gần cổ lộ màu vàng kia nhìn thấy cảnh này không ít người thần sắc đều thay đổi đi chúng ta cũng bước lên cổ lộ màu vàng tông chủ thiên nguyên của vân tiêu phái quá khẽ mang theo cực thần tông chủ và huyết ảnh giáo chủ cùng với quỷ bức tộc trưởng thân hình nhoáng một cái cũng rơi xuống trên một con đường cổ màu vàng không cam lòng bị ngũ đại yêu chủ chiếm cứ tiên cơ có bọn họ làm gương chỉ một thoáng cao thủ thế lực khác không ít người cũng đều nhao nhao chuyển động mỗi người đều tìm kiếm cổ lộ màu vàng rơi vào phía trên tiến hành vượt ải trần u thiên tuyết nhìn sang không vội nhìn xem trước đã từng trần nhíu mày cẩn thận nhìn xuống phía dưới lúc này trên chín con đường cổ xưa màu vàng đã có người trên năm con đường màu vàng lực lượng kiếm đạo tách ra từ mỗi một con đường màu vàng đều bất đồng hiển nhiên đại biểu cho sự lý giải kiếm đạo khác nhau đây là một loại khảo hạch hết sức kỳ lạ loại trận đạo và quy tắc này cũng không nhất định phải cần kiếm khách mới có thể phá giải mà là cho tu luyện giả khác một ít phương pháp phá giải vượt qua quy tắc từng trần quan sát quan sát sức mạnh của mỗi một kiếm đạo không chỉ có phía từng trần còn có một số người của thế lực khác cũng không có nhúc nhích hiển nhiên cũng đang quan sát nhanh phá cổ đạo đúng lúc này một giọng nói truyền đến đám người chỉ thấy trên cổ đạo của ngũ đại yêu tông ngũ đại yêu chủ liên thủ đã dần dần đi tới cuối cổ đạo mắt thấy đã có thể phá giải trận pháp thế nhưng vào đúng lúc này từng bóng người lấp lóe thình lình có cao thủ một thế lực nào đó trong nháy mắt hàng lâm trên cổ đạo màu vàng kia thư dịp năm đại yêu chủ ở phía trước tiến hành phá giải trong nháy mắt nhanh chóng đi tới phía cuối cổ đạo đúng là muốn chiếm hữu thành quả của năm đại yêu chủ dựa vào cổ đạo mà năm đại yêu chủ phá giải tiến vào bên trong mộ kiếm một màn này tự nhiên làm cho không ít người kích động điều này cũng quá vô sĩ đi nhưng không nghi ngờ là ý tưởng không tệ nếu không thể cam đoan bản thân có đầy đủ thực lực bước qua cổ đạo thư dịp người khác thông qua cổ đạo tiến vào trong mộ kiếm này không thể nghi ngờ là một phương pháp tuyệt hảo tự tìm đường chết trong lúc tất cả mọi người kích động vân tiêu tông chủ ở trên một con đường cổ khác lại lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người trên cổ đạo của ngũ đại yêu chủ lộ ra một vòng giễu cợt cùng nhạo báng từng trần cũng ngưng thần nhìn lại liền thấy lúc này ngũ đại yêu chủ rốt cuộc đi tới cuối cổ đạo phần cuối cổ đạo kia đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt chỉ thấy lối vào phần cuối cổ đạo màu vàng mở ra đồng thời kim quang lan tràn trên toàn bộ cổ đạo trận văn biến ảo ngũ đại yêu chủ sẽ bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tới gần bọn họ lạnh lùng quét mắt nhìn cao thủ thế lực đi theo sau trong đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh lùng sau đó liếc nhìn đến từng trần một mực chưa bước lên cổ lộ màu vàng lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên không hề đoán trước từng trần đến bây giờ cũng chưa từng bước vào cổ đạo một lát sau năm đại yêu chủ đồng loạt tiến vào bên trong mộ phần của mộ kiếm thiếu gia mũ đại yêu chủ đã tiến vào rồi thanh khâu tử y nói thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng hiển nhiên là vì cho đến bây giờ từng trần cũng chưa từng ra tay mà cảm thấy nghi hoặc lấy lý giải của nàng với từng trần tu vi trên kiếm đạo phi phàm tuyệt không nên đến hiện tại mà vẫn chưa động thủ mà lúc này khi năm đại yêu chủ tiến vào một phần của mộ kiếm đám người điên cuồng lóe lên đều đi về phía cổ đạo đặc biệt là cao thủ thế lực kia tiến vào cổ đạo màu vàng của năm đại yêu chủ trước đã tiếp cận lối vào một phần của mộ kiếm sắp tiến vào trong nhưng mà ngay lúc bọn họ sắp đến được cửa vào mộ kiếm trong nháy mắt đường vân cổ kim sắc đột nhiên biến ảo một tiếng ầm vang lên cửa vào đóng lại sát khí khủng bố đột nhiên bùng nổ ra người bước lên cổ đạo kim sắc dẫm trên sát trận trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ vô số kiếm khí cuốn tới toàn bộ lợi kiếm trong rừng kiếm mộ đều đang cộng hưởng sát khí bộc phát ra so với kiếm khí khảo hạch lúc trước cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần gấp trăm lần vô tận kiếm khí nhao nhao bắn vào trên người mấy vị cao thủ thế lực kia trong ánh mắt mấy vị cao thủ này mang theo hoảng sợ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra cả người bị vô số kiếm khí xuyên thấu trực tiếp gạt bỏ thành hư vô trong nháy mắt tử vong ngay cả một giọt máu tươi cũng chưa từng lưu lại có thể đi đến nơi này đều là thế lực cao cấp nhất trong thiên đảng sơn mạch tối thiểu cũng là cao thủ cấp bậc thánh chủ đỉnh phong nhưng giờ phút này dưới kiếm khí nơi đây trong nháy mắt vỡ nát cảnh tượng bực này làm cho người phát lạnh sởn tóc gáy cổ đạo đóng lại trận đạo một lần nữa mở ra rất nhiều người vừa bước lên cổ đạo màu vàng con người từng người co rụt lại nhào nhào lấp lóe lui lại dừng bước lại không dám tùy tiện tiến lên bọn họ đã nhìn ra cổ đạo màu vàng này có khảo nghiệm đối với mỗi người nếu như cưỡng ép dựa vào thành quả của người khác xông vào kết quả chính là như vậy trong nháy mắt bị chém giết trừ phi có thể cùng nhau tiến lên cùng tham dự khảo hạch cổ lộ thiếu gia làm sao người biết cổ đạo màu vàng này sẽ có nguy cơ thanh khâu tự y hỏi từng trần một tiếng vừa rồi mặc dù là nàng đều có ý tưởng bước lên cổ đạo màu vàng này nếu không phải từng trần ngăn cản hiện tại đã lành ít dữ nhiều ta không biết chỉ là suy đoán mà thôi các ngươi nhìn xem vân tiêu tông chủ kia cũng chưa từng chiếm tiện nghi của năm đại yêu chủ bọn họ hiểu rõ thế lực kiếm chủng này nhất không có gì cổ quái mới là kỳ quái từng trần nhàn nhạt nói huống chi ta căn bản không cần dựa vào thành quả của ngũ đại yêu chủ cổ đạo màu vàng này không ngăn được ta từng trần nói nhỏ khiến thanh khâu tử y đáng chắc đây mới là thiếu gia của nàng vẫn cuồng vọng và ngạo nghễ như thế chư vị liên thủ đi lúc này có thanh âm truyền ra những người còn lại sau khi bước lên cổ đạo màu vàng không còn tùy tiện tiến lên vẫn là chuẩn bị cùng nhau liên thủ ngũ đại yêu chủ đều là lợi dụng thực lực đáng sợ của ngũ đại yêu chủ hợp tác mới phá giải cổ đạo màu vàng bọn họ cũng nhất định phải liên thủ mới được rất nhanh những người kia cũng đạt thành hiệp nghị đồng loạt bước lên cổ đạo màu vàng của ngũ đại yêu chủ trước đó chuẩn bị liên hợp phá trận trên người bọn họ dũng động thánh nguyên muốn phục chế phương pháp phá giải của năm đại yêu chủ bước vào một phần của một kiếm trước đó khi ngũ đại yêu chủ phá trận bọn họ đều nhìn chằm chằm ghi nhớ tất cả tự xưng là có ngũ đại yêu chủ thử nghiệm bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều nhưng mà mấy người còn chưa đi được mấy bước thì con người đột nhiên ngưng lại trận pháp của con đường cổ này đã không còn là trận pháp vừa nãy ngay cả quy tắc của kiếm khí cũng thay đổi quy tắc khảo hạch của chính con đường màu vàng này thời khắc biến hóa cũng không phải là không thay đổi nếu muốn chiếm tiện nghi của tiền nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng giờ phút này từng trần đột nhiên ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía dãy núi thiên đảng bên ngoài khu mộ kiếm một cảm giác bất an mơ hồ truyền đến như là có nguy hiểm đang tới gần đi theo ta từng trần thấp giọng nói rốt cuộc cũng chuyển động bước chân hắn bước ra trong nháy mắt đã bước lên trên con đường màu vàng cổ xưa này trên một con đường không có những người khác bước lên u thiên tuyết và thanh khâu tự y cũng theo sát từng trần rơi vào trên cổ đạo màu vàng này đi theo ta từng trần nói nhỏ sau đó hắn trực tiếp bước ra phía trước bước chân liên tiếp bước ra lập tức từng đạo ánh sáng lóe lên từng đạo từng đạo ánh sáng bị tiêu tán hòa tan từng trần vậy mà trực tiếp bước lên trước chín bước đi thẳng về phía trước vô số quy tắc kiếm khí cuốn tới bao phủ ba người từng trần nhưng dưới quy tắc kiếm khí này từng trần vẫn lù lù bất động cái kia đủ để cho cao thủ nửa bước tôn giả đều phải cẩn thận quy tắc kiếm thuật trước mặt từng trần lại như gió mắt phất mặt từng đạo kiếm quang vần quanh thân hắn vậy mà trở thành một bộ phận lực lượng quanh thân hắn quả nhiên đúng như ta dự đoán từng trần nỉ non hắn bước chậm trên cổ đạo màu vàng rõ ràng cảm giác được cổ đạo màu vàng này tràn ngập lực lượng trận đạo đồng thời tuôn ra kiếm quy mênh mông toàn bộ cổ lộ tuôn động lực lượng kiếm chi lực vô tận loại quy tắc cùng lực lượng này cũng không phải là một loại quy tắc đặc biệt nào đó như kiếm ý vĩnh hằng hoặc là kiếm ý sát lục mà là luôn luôn biến ảo quy tắc kiếm đạo vô tận thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm vạn pháp thiên đạo cũng có thể là kiếm đạo tạo nghệ của thông thiên kiếm các trên kiếm đạo này có thể nói là đang phong tạo cực u thiên tuyết và thanh khâu tự y cũng đi bên cạnh từng trần dưới sự ngăn cản của từng trần các nàng cảm nhận được kiếm ý chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó lại cũng có thể cảm giác được trận đạo mênh mông lúc này không ít người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tầng trần lộ ra vẻ kinh dị chỉ thấy từng trần từng bước tiến lên mỗi một bước đều khiến cho quan văn biến ảo kiếm khí vần quanh trận pháp phá giải khiến cho hắn có thể không ngừng đi vào trong cổ đạo giải khai từng tầng từng tầng lực lượng ẩn chứa trên cổ lộ người này làm sao phá giải quy tắc cổ lộ tất cả mọi người đều giật mình giờ phút này từng trần cất bước trên con đường cổ kim sắc vô cùng nhẹ nhàng tựa hồ dễ dàng hơn năm đại yêu chủ trước đó một chút để tất cả mọi người đều hoảng sợ và hỏa này vậy mà có thể ở trong cổ đạo kim sắc hành tẩu ngay cả đám người tông chủ vân tiêu tông cũng đều kinh ngạc trong ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo lắc gao nhìn chằm chằm có chút giật mình cùng bất ngờ châu mày vân tiêu tông tông chủ kia ánh mắt lấp lóe giống như là đoán được một ít gì đó đi theo từng bóng người lấp lóe lúc này còn có một số thế lực chưa từng bước lên cổ đạo màu vàng giờ phút này thế thế nhào nhào kinh hỉ ánh mắt lấp lóe lãnh quang rơi vào trên cổ đạo màu vàng của từng trần phải nhanh chóng tới gần cổ lộ màu vàng này kỳ diệu một khi phá giải toàn bộ trận đạo sau đó sẽ biến ảo lần nữa đồng thời hai bên cách nhau rất gần có thể bị cổ lộ màu vàng phán đoán sẽ cùng phá trận bọn họ chỉ cần tới gần từng trần tiếp theo từng trần phá trận sẽ bị cổ lộ màu vàng thừa nhận một khi cổ lộ mở ra liền có thể cùng nhau tiến vào cung điện kiếm mộ lập tức không ít người của các thế lực đều đi theo cơ hội như vậy ai không muốn nắm lấy tất cả mọi người dốc hết toàn lực muốn theo sát từng trần từng trần đang phá giải trận đạo khẽ nhíu mày quay đầu lại lạnh nhạt quét mắt nhìn mọi người trong hư không một cái những người này ngược lại sẽ nhặt được tiện nghi nếu hắn phá trận này chỉ sợ những người này chẳng những sẽ tranh đoạt vào cổ điện thậm chí có thể trực tiếp ra tay tập kích nhìn thấy động tác của từng trần dừng lại trong con ngươi bọn họ đều hiện lên một đạo lãnh mang lập tức chỉ nghe trong miệng từng trần phun ra một đạo thanh âm băng lãnh đều lùi ra ngoài cổ lộ màu vàng hoặc là đứng chờ nếu không đừng trách bản thiếu không khách khí mọi người nhíu mày lãnh mang lập lòe các hạ chúng ta đều là thế lực thiên đảng sơn mạch cùng nam thiên giới cấm điện mộ kiếm này rõ ràng là truyền thừa viễn cổ ẩn chứa cơ hội đại hưng của nhân tộc ta hôm nay nguy nan các hạ hà tất so đo nhiều như vậy một cao thủ thế lực câu mày nói không sai chúng ta đều là nhân tộc hiện tại thiên giới nguy nan càng là muốn tương trợ lẫn nhau chúng ta sẽ không quấy nhiễu ngươi chỉ là đi theo bước chân của ngươi cũng hy vọng các hạ không quá phận lại có một người mở miệng các hạ cũng không phải là thế lực của thiên đảng sơn mạch trước đó đám thế lực thiên nguyên phái đối địch với các hạ chúng ta cũng không nghe theo hiệu lệnh của đối phương đối nghịch với các hạ hiện tại chúng ta chỉ là đi theo các hạ cùng phá giải cổ lộ màu vàng này mà thôi sao phải hẹp hòi như vậy những thế lực này nhao nhao nói trong lòng từng trần cười lạnh cùng nhau phá giải cổ lộ màu vàng những người này đều vô sĩ như vậy sao quả nhiên có thể trở thành cường giả đỉnh cấp thì không có da mặt mỏng đừng trách bản thiếu không cảnh cáo các ngươi cho các ngươi thời gian ba hơi thở dừng lại bước chân hoặc là rời khỏi cổ lộ nếu không ta không cam đoan sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn tần trần đạm mặt nói không muốn giải thích quá nhiều yên tâm chúng ta chỉ phá trận sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi người của những thế lực này nhao nhao nói cũng không để ý đến sự cảnh cáo của tần trần thiên tuyết tử y các ngươi tới gần ta kề sát ta trong ánh mắt của tần trần lóe lên lãnh mang lạnh nhạt nói lúc này u thiên tuyết tiến lên giữ lấy tần trần rất là tự nhiên thanh khâu tử y thế thế nhưng sắc mặt lại đỏ lên dán lên tần trần chuyện này trong lòng nàng do dự nhưng thời điểm này nàng cũng không phải là người giả vờ giả vịt cũng bước lên trước một bước giữ chặt từng trần lập tức hai mùi thơm cơ thể nữ tử hoàn toàn khác nhau tràn vào mũi từng trần mang theo cảm giác khó hiểu tự y chỉ cần kéo ta là được rồi không cần phải gián sát như vậy từng trần lúng túng nói tự y quá thành thục loại ý vị thiếu phụ thành thục kia làm cho gương mặt của từng trần cũng có chút nóng lên mà thanh khâu tự y thì đỏ mặt lúng túng không thôi lúc này mới phát hiện mình gián sát từng trần quá gần trong lòng không hiểu sao sao động đến hoảng vội vàng cùng từng trần khoảng cách buông lỏng một chút từng trần kéo hai người trong ánh mắt lấp lóe hàng quang, lại một lần nữa cất bước đi tới. Thế thế, mấy người của mấy thế lực lớn khác ở phía sau cổ lộ màu vàng này, vội vàng theo sát phía sau. Mà trong nháy mắt khi từng trần bước chân, lập tức phía trên cổ đạo màu vàng, từng đạo kiếm khí kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đột nhiên một đạo quang văn kiếm khí đáng sợ từ trong cổ lộ màu vàng sáng lên, phá không mà ra, phóng thích uy áp đáng sợ. Đường vân kiếm khí đáng sợ hiển hiện sau lưng từng trần, chỉ thấy cổ lộ màu vàng vẫn như cũ, sát cơ tràn ngập, đột nhiên hình như có từng đạo kiếm khí màu vàng khủng bố từ trên cổ lộ bổ xuống quét tới rất nhiều thế lực phía sau thần sắc mấy đại thế lực cao thủ theo sát sau lưng từng trần nhao nhao đại biến cổ lộ màu vàng này sao lại dễ dàng bị từng trần thúc giục trận pháp như vậy thân hình đột nhiên bay ngược về phía sau chỉ thấy từng trần cười lạnh một tiếng bước chân hung hăng đạp ra lập tức kiếm khí màu vàng lan tràn hóa thành thiên địa lao tù trong giây lát trói buộc hư không hướng về mọi người cảnh tượng này khiến cho sắc mặt mọi người đại biến kiếm trảm từng trần khẽ cười một tiếng một mảnh cổ đạo màu vàng này đều sáng lên hóa thành sắc cơ vô tận trực tiếp chém về phía lao tù trong hư không mọi người cảm nhận được uy áp khủng bố nhau nhau lui về phía sau, hư không nổ tung, ánh sáng của kiếm khí màu vàng khủng bố nổ tung ở trong không gian, cao thủ mấy thế lực lớn bị bao vây không ngừng hột máu, sắc mặt mỗi người trắng bệch, mang theo hoảng sợ vô tận, bị đánh bay ra khỏi cổ lộ màu vàng. đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.